Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29. Đoạn Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: "Hỡi các anh ở đâu đây?" Bọn đó đáp rằng: "Chúng tôi ở Charan đến." Người hỏi: "Các anh có biết La-ban con trai Na-cô chăng?" Đáp rằng: "Chúng tôi biết." Lại hỏi: "Người đó được mạnh giỏi chăng?" Đáp rằng: "Người vẫn được mạnh giỏi, và này Ra-chên con gái người đương đi đến cùng bầy chiên kia." Người nói: "Này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi." Đáp rằng: "Chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được." Vả đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chên con gái La-ban cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: "Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu." Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: "Vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết." Vả La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: "Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng: "Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu." Vậy Gia-cốp vì Ra-chên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi 3 bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: "Hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại, đặng tôi đến gần cùng nàng." La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi Sin-ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: "Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi?" La-ban đáp rằng: "Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn 1 tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa." Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn 1 tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nói rằng: "Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi." Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên là Simeon, vì nói rằng:
Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai. Nàng rằng: lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sinh cho người ba con trai. Bởi có đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai và nói rằng: lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Chương 30. Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Ra-chên rằng: này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sinh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Ra-chên thọ thai nữa và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bèn bắt Sin-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sin-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng: phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa trai đó là Gác. Sin-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp, thì Lê-a rằng: tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng: cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên rằng: ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa, sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng: Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu, lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó nàng sinh một con gái, đặt tên là Đi-na. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sinh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Khi Ra-chên đã sinh Joseph, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi. Bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. La-ban đáp rằng: ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Gia-cốp đáp: cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bày súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. La-ban rằng: cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật của cậu nữa. Ngày nay
tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằng, có đốm cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằng và đốm, các chiên con nào không có sắc đen thì sẽ cho là ăn cắp. Là-ban đáp, ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằng, có đốm, các vật nào có đếm trắng và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại. Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ephesô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin theo Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạng dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi Asi, hoặc người Juda hay là người Grec, đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Juda đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: Ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Grec nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa,
đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Ai Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erat sang xứ Macedon. Song chính người còn ở lại trong cõi Asia ít lâu nữa. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diana, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Epheso thôi, gần suốt hết cõi Asi nữa rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diana bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi Asi cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Diana của người Epheso. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius, Aristarc là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong 2 giờ rằng: Lớn thay là nữ thần Diana của người Epheso. Bây giờ có người thư ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng: Hỡi người Epheso, há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Diana và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó trong hội đồng theo phép, vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Chương 20. Khi sự rối loạn yên rồi, Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong thì từ giã mà đi đến xứ Macedon. Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ, rồi tới nước Greece, ở đó 3 tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Syri, thì người Giu-đa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Macedon mà trở về. Sobate, con Biru, quê thành Bere cùng đi với người. Lại có Aristarc và Secundu, quê thành Thessalonica, Gaius, quê thành Derbe và Timôthê, Tychicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Những người này đi trước, đợi chúng ta tại thành Troas. Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Philip. Trong 5 ngày, gặp nhau tại thành Troas, rồi chúng ta ở lại đó 7 ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đừng nhóm lại. Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tít ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài, và bị ngủ mê quá nên từ tầng lầu thứ 3 té xuống. Lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. Nhưng Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người,
ôm lấy mà nói rằng: chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. Phaolô lại trở lên bẻ bánh mà ăn, giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. Còn gã tử trẻ người ta đem đi thì được sống. Sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm. Còn chúng ta thì đi trước, chạy thuyền đến thành Asos là nơi chúng ta phải gặp Phaolô. Người đã định vậy vì muốn đi bộ. Chúng ta gặp người tại thành Asos, bèn đem người đi với cùng đến thành Mytilene. Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chio. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Samos, cách một ngày nữa thì tới thành Mile. Vì Phaolô đã quyết định đi qua trước thành Epheso, song không dừng lại tại đó e cho chậm trễ trong cõi Asi. Người vội đi, đặng có thể đến thành Jerusalem kịp ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ, Phaolô sai người ở thành Mile đi tới thành Epheso, mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi Asi, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết. Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giuđa đã lập mưu hại tôi. Anh em biết, tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết, tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Greek về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm, hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Phaolô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Thi thiên 143. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi.
Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi, thần linh tôi nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng? Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.